Dòng chia sẻ của Đặng Vĩnh Hưng về kỷ niệm của bé Polo nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Đặng Vĩnh Hưng thích thú chia sẻ kỷ niệm với bé Polo nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ, lúc đó bạn ấy 2 tháng, trước khi bay đi châu Âu, ba đã nằm ôm em cả buổi chiều. Bản song ca đầu đời của bạn ấy, chả biết giải thích sao luôn. Chỉ biết là khi ba hát thì bạn không chen ngang. Đợi ba hát xong một câu rồi mới đến lượt mình, rất chuyên nghiệp luôn. Các cô chú thấy sao ạ? Đính kèm với bài viết, Đặng Vĩnh Hưng đăng tải video thân thiết giữa hai cha con, trong đó Đặng Vĩnh Hưng hào hứng dạy bé Polo hát bài Tủ, làm nên tên tuổi của mình. Đáp lại, bé Polo tỏ ra vô cùng thích thú và tương tác với bố. Có thể thấy ngay từ nhỏ, bé Polo đã có những nét tương đồng giống với bố. Cả hai vô cùng thân thiết, dù Đặng Vĩnh Hưng ít thời gian bên con và không được chia sẻ tình cảm một cách công khai như hiện tại. Thời gian qua, sau khi công khai công bố hình ảnh và thông tin liên quan đến bé Polo, Đặng Vĩnh Hưng hóa thân thành một ông bố bỉm sữa đúng nghĩa. Nam ca sĩ thoải mái hơn về việc thể hiện tình cảm với con ruột trên mạng xã hội. Bằng chứng cho thấy điều đó là tần suất đăng tải hình ảnh giữa hai bố con Đặng Vĩnh Hưng xuất hiện liên tục trên tài khoản cá nhân của nam ca sĩ. Đặng Vĩnh Hưng chia sẻ bản thân muốn dành thời gian cho con trai nhiều hơn, nên anh thường dùng thời gian rảnh rỗi đến vui chơi cùng con. Những lúc đi công tác xa, nếu có thể thì đưa bé Polo đi theo, nam ca sĩ cũng muốn được đồng hành cùng bé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.